Hello, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Và mình là Cuối Cá. Hôm nay mình và các bạn cùng khám phá tập tiếp theo của Marshall nha các bạn. Trong màn hình của các bạn đây là tập 11. Mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua trước khi mình rủi tiếc hơn về tập truyện này nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành khui siêu tập 11 xem quà tặng bên trong đúng với tập 11 này gì các bạn. Đây là quà tặng tập 11, một tấm kẹt BBC nha các bạn. Cái kẹt này chất liệu giống như bên chú hồi chiến các bạn. Chúng ta được một Pirate được gắn bóng giống như cái tập trước, bạn đồng bộ giống như tập trước. Giá tiền nguyện này 30.000 như các bạn mua ở cái trang web điện tử của Kim Đoàn Pha Sa hoặc một số nhà sách khác thì có thể giảm xuống quanh quẩn là 27.000 nha các bạn. Đây là kẹt bên trong, bị kẹt màu nha các bạn. Bên trong được in trên giấy shop bình thường và toàn bộ in trắng đen, không có trang màu nào hết. Nội dung của tập 11 kể về trận chiến giữa hai con trai của Innocent Zero, Max và Domina. Chiếc ghế hằng nhãn treo ra lẫn trước mắt pháp thuật nước và pháp thuật vật lý va chạm dữ dội. Domina là kẻ luôn khát khao sự công nhận của cha một cách méo mó. Hắn căm ghét tình bạn và gia đình nên nhăm nhe phá hủy những điều mà Max luôn trân trọng. Khi cơn hình đủ đạt đến cao trào, pháp thuật tối thượng bộc lộ, đứng trước sức mạnh tương đương hằng hánh, Max sẽ xử lý ra sao? Vận mệnh của thế giới đánh cược vào kỳ thi hằng nhãn lần này và mọi người bỗng rẽ sang một hướng bất ngờ khác. Rồi mời các bạn cùng chia sẻ, bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau. Thank you.